Xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với là kênh TTT Vlog. Thì rất là lâu rồi mình cũng không có làm video, tại vì trong thời gian Tết đến và mình cũng bận nhiều công việc này kia, cũng không có làm video này, cũng không lên YouTube. Nên hôm nay đầu xuân năm mới nên mình xin chúc cho tất cả mọi người đang xem video này có một năm mới thật là mạnh khỏe và thành công, làm ăn thật là may mắn và thịnh vượng đấy. Thì trong video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn, cũng không hướng dẫn gì về bài hát cả, tại vì cũng chưa làm được. Hôm nay em chỉ gọi là lên nói chuyện và tâm sự tất cả mọi người thôi đấy, vì đầu năm thôi. Còn bắt đầu từ hôm sau thì bắt đầu em sẽ làm video quay trở lại để gọi là hướng dẫn cho tất cả mọi người đang cần nhu cầu đấy về học đàn. Hôm nay thì em sẽ review cho các bạn là xem hai ba loại đàn em vừa lấy về trong vừa rồi, đó là 770, 750 và 710 đấy. 710 thì đã lên A2000 rồi, có thể đọc sampler bình thường đấy, đánh như đã có sampler rồi. Thì các bạn nào đang cần nhu cầu ví dụ như là mua đàn, trao đổi đàn đấy, phụ kiện, và bắt đầu tất cả từ ngày hôm sau thì đi em sẽ quay lại để buôn bán và trao đổi hàng hóa tất cả mọi người, nhu cầu tất cả mọi người, nếu ai cần cái gì chúng ta sẽ bắt đầu mua bán, với liên hệ trực tiếp của em với em qua số điện thoại ở trên video đó. Và các bạn cũng đừng quên và like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của em nhé. Thì bắt đầu em sẽ cho mọi người xem qua ba cây đàn. Nếu mà mọi người nào cần cần trao đổi mua bán gì thì cứ liên hệ em trực tiếp em qua số điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook nhé. Đấy. Ok, rồi bây giờ em sẽ cho mọi người xem qua đàn. Đây. Đây là 770 nhá. Cũng rất là nhiều anh em đang muốn trao đổi đàn thì mọi người cứ liên hệ em trực tiếp em qua số điện thoại trên video. Sampler tất cả đầy đủ sẵn rồi. Đây là 770. Đó, còn đây là 750. Nhá, em lấy về nhưng mà chưa có thời gian để làm video cho mọi người xem. Đó. Và còn cái này là cây 710, đã lên A2000, đã gắn ben 4 chiều sẵn trong đàn luôn nhá. Đó, ben này cũng sử dụng được. Cái này được sử dụng và cái này được sử dụng được nhá. Đó, đã lên A2000, đọc song lơ bình thường rồi nhá. Nên là đàn thì không lỗi lầm gì nữa các bạn, cứ yên tâm. Đấy. Và nếu anh em nào cần trao đổi hoặc mua bán gì thì cứ liên hệ mình hoặc là tất cả các phụ kiện linh kiện đấy. Và bắt đầu sẽ quay lại để dạy online và khóa đệm hát cho tất cả mọi người. Anh em nào cần học đệm hát nâng cao online thì nó cứ liên hệ em trực tiếp em qua số điện thoại trên video đó, thì biết thông tin chi tiết hơn. Và đây 770, các bạn nào nhu cầu cứ trao đổi đàn thì cứ liên hệ em trực tiếp qua số điện thoại trên video nhá. Ok. Đó. Vừa rồi em vừa chỉ sơ qua cho tất cả mọi người xem đàn đó. Thì mọi người nếu mà cần trực tiếp thì các bạn cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo hoặc là Facebook hoặc là số điện thoại trực tiếp các bạn vừa trực tiếp đấy để được tư vấn cụ thể hơn. Đấy. Giá, về giá cả và việc cách mua bán trao đổi thế nào, mọi người cứ liên hệ trực tiếp của em qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo, Facebook nhá. Đó. Rồi, thì hôm nay chỉ gọi là những video đầu xuân thì em cũng chỉ gọi là vì làm thông báo một chút vậy thôi, chứ còn bắt đầu từ video sau thì chúng ta sẽ có thể học và trao đổi mua bán cụ thể đó. Thì để khép lại video thì mình xin chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày thật là vui vẻ, thú vị và tràn đầy năng lượng, sẽ có một năm thật là may mắn, sức khỏe dồi dào để làm ăn nhé. Ok, rồi các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.